Good morning các bạn. Cũng như mọi ngày, hôm nay mình cũng đến thăm mẹ già vài tiếng. Yeah, hôm nay là thứ năm giữa tháng 9. Thời tiết bây giờ thì rất là mát dịu, đang chuyển mùa vào mùa thu á. Thì buổi sáng rất là mát mẻ, thậm chí nó hơi lạnh lạnh, đến trưa thì không quá nóng lắm. Khi mà nó bước vào đông thì ở đây nó chỉ lạnh lanh chút đỉnh. Nó cũng giống như mùa hè, vài ngày cơn nóng lên thì mùa đông đây nó có vài ngày thật là lạnh vậy thôi à. Bước qua một cái birthday xong cái mình thấy nó sao già đi một tuổi, lủi thủi một mình. Cứ chờ đi chờ đó, tới đến khi nào được đi Việt Nam chơi hay là đi đây đi đó chơi, đến lúc mình được đi chắc mình già khú đế đó bác thiệt á. Lúc trước thì cứ nói là khi mà hai đứa nó vào đại học là mình rảnh rồi, ai ngờ con gái vào đại học đã ra trường và đi làm rồi, nhưng mà vẫn còn kẹt thằng Út. Út thì có nơi năm thứ 2 à, và đáng lẽ là năm thứ 3, nhưng mà tại vì nó chuyển nghề rồi bây giờ nó coi như nó mất thời gian chút đỉnh. Đây là cái trường học mà ngày xưa mình chở mấy đứa nhỏ đi học rồi. Bé tí ti bây giờ tụi nó lớn hết. Mình vừa ăn sáng xong, chiên một cái trứng gọi là ốp la đó, ốp la Mỹ chứ không phải gọi là ốp la Việt Nam. Ốp la Việt Nam là cứ chiên trồng trứng lên rồi cái chấm bánh mì, cái này ốp la là omelette, là có nhân ở trong á nha. Mình đánh cái trứng lên, hai trứng xong rồi mình chiên nó giống như là chiên bánh xèo vậy đó, bỏ nhân vô là nhân của mình là heo, hành tím, rồi bỏ cheese vô, xong cái úp nó lại giống như cái bánh xèo thiệt ấy, xong rồi cái mình ăn. Hôm nào mình mua thử rau salad rồi rau thơm để đó mình cuốn giống như bánh xèo được không ta? Anyway, ăn chán thấy chán, thèm được ăn mấy cái món ngon, món phở, món súp đồ gì đó cho nó đã. Tới nơi rồi, thôi mình tạm chào các bạn ơi. Xe mình quá xá dơ luôn. 6 tháng trước khi mình đem xe vô cho nó tune up service, tới bây giờ chưa có rửa xe, nó dơ kinh hồn luôn. Là coi cái kiến này. Anyway, ngày mai mình phải đem vô cho nó tune up lại, cho nó rửa luôn. 6 tháng rửa một lần. Quên sửa cái này. Che cái này là để cho nó bớt nắng. Nắng lên nó không có nóng cái xe. Nếu mà không để. Không che vậy là chút ra là nó nóng thật luôn. Anyway, thôi đi vào, khóa xe lại. Ở thăm mẹ già vài tiếng xong bây giờ mình đi về đây. Hiện tại như mình nói thời tiết rất là mát mẻ luôn. Ui dạ. Bây giờ chắc đi mua gà rán. Gà rán Philippines. Jollibee. Hình như Jollibee ở Việt Nam có bán, phải mình nhớ vậy. Trong cái góc này có một cái ông vô gia cư, mà ông để cái ba cái đồ tùm lum tà la hết rồi, ông chê ông. Ông để nguyên cái sân của ông chứa ba cái đồ linh tinh. Yeah.
ăn cái uống riết rồi gì mình không biết mua gì, ba cái tối ngày cái hamburger cà rắn. Nay cũng lười thôi, đi về ăn xong cái nằm nghỉ chút cái chiều đi bộ. Bên đường đó có cái trường tư, trường nó dạy cho mình cái nghề đó, trường dạy nghề thì đúng hơn á. Nhưng mà thường thường học ra trường này không có kiếm được việc lắm, khó lắm. Tại nó không có gọi là credited, nó không phải như trường đại học mà nó dạy tinh tinh. Bên đây kiếm việc là phải có kinh nghiệm mà. Cái vùng này họ mới cất lên những cái apartment nhiều lắm nè. Mình check đây bên đó cái, bên đây cái, bên trong kia 3-4 cái luôn. Mình check thì mỗi tháng một cái phòng mà mướn phòng đơn gọi là single room thôi đó là cũng khoảng 2.500, hai bedroom là hết 3.500. Wow, mắc quá. Cái mortgage của mình ở đó hình như có 2.200 tháng nè, là căn nhà của mình mua mình trả thiếu đó. Well, anyway, trong đây là có cái shopping mall, rồi có cái quán bán gà rắn. Ráng lên con gà. Con gà cố lên. Vậy mình nói thấy không? Khu này thêm đây có 2-3 căn apartment nữa nè. Mới cắt lên đây thôi. Quá trời nhiều luôn. Đây là cái shopping mall. Nó gọi là The Grey Mall. Hồi thời 50-60 là trong đây là một cái nhà máy lắp xe Ford, xe Mỹ đó, xe Ford. Rồi cái xe đóng cửa cũng cả một thế kỷ luôn. Hồi thời mình qua là cũng còn đóng lại không làm gì hết. Xong rồi cái hình như thời 80 thì bắt đầu họ mới xây cất lại. Đến năm 1990 thì bắt đầu mới thành một cái shopping mall này. Thường thường mấy người mãi họ đứng, mấy người ở lậu đứng dài đây nè. Tại trên chỗ đó nó có cái chỗ bán nhà kho, bán đồ xây cất đó. Họ đứng ở đây, bữa nay xong thấy ai hết ngọn á. Chắc giờ này nóng quá đi ăn rồi. Đó, có một người đang đứng ngay góc nè. Thì họ coi ai muốn mướn họ đó. Chở về nhà mướn trong ngày trả tiền mặt. Đó, chỗ này là Home Depot nè, nó bán đồ xây cất. Có vườn cái vườn cây nữa. Nursery bán cây cối đồ. Mình sẽ vào đây. Ở trong cái mall đó nó có cái quán con gà rán Philippines. Cái danh hiệu gà rán này tên là Jolly Bee, là họ xuất phát từ Philippines thôi. Bán cũng rất là thịnh hành. Xong rồi cái họ qua đây San Jose này mình biết như hai chỗ, một chỗ này và một cái bên Milpitas. Starbucks Coffee đây. Bên trong cái mall này thì cũng rộng lắm. Mà giờ thường thường thứ sáu hay đi bộ tập thể dục đi. Cái mùi gà rán với cái mùi sốt thơm quá. Rồi bây giờ mình về. Hôm nay trời có mây phủ phè, mưa thì chưa có sắp tới mưa đâu. Khi mà nhìn mây của trời mưa đó, nhìn nó khác hẳn là nó đen kỳ xịn mà nó dày. Lần mưa là thấy thích Việt Nam, nhớ Việt Nam. Mưa monsoon rầm 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 rầm, nước
mưa xuống cái đó nó đã ướt tắm được rồi, còn mưa ở đây tắm không có, nó lâm râm rồi không có tắm nổi. Nói tới Việt Nam, ở nhà thường thường hay bật tivi để cái YouTube rồi tự nhiên cái ngồi đó chơi với mẹ già, cái nó chơi hết, nó hát hết tới cái này tới cái nọ, kênh này tới kênh nọ, kênh Việt Nam không, mà tại nó cứ thấy coi Việt Nam, nó giới thiệu Việt Nam có nhiều cái kênh, có anh chàng trẻ tuổi tối ngày cứ đi ra Tân Sơn Nhất quay phim không à, quay phim đón Việt Kiều, có nhiều đó làm quay. Anh không có đón ai á, mà chỉ ra đó quay cho người ta coi thôi à. Lúc này cũng đông đúc rồi, cái như hôm qua, hôm kia gì có cái cô người Hàn Quốc gọi là DJ đó, disc jockey Hyeon gì đó, mình cũng không biết cái tên là gì, nó tự nhiên thấy cái đang ngồi cái không để ý, nó tại bật lên cái tự nhiên thấy la hét quá trời. Ôi ơi, mấy đứa trẻ nó ra nó đón cái cô không phải tài tử nữa mà gọi là chơi nhạc á, DJ, nhìn cũng trẻ đẹp. Mình đâu có biết bên Mỹ này, mình đâu có biết mấy người đó, Việt Nam mấy người nổi tiếng, mình Hàn Quốc ở đây mình không biết, chỉ có biết mấy cái tiếng thật nổi tiếng như là Blackpink rồi cái gì đó quên mất rồi vậy thôi. Thế còn ra mình không biết mấy người nổi tiếng Hàn Quốc, Việt Nam thì thôi biết rành lắm. Yeah, anyway, coi thấy mắc cười. Rảnh rỗi đi ra Sân Nhất nhất cứ quay có nhiều đây, quay tới quay lui, quay tới lui rồi cái đi Sài Gòn vòng vòng cho người ta coi, kiếm tiền YouTube sống. À, bước qua 64 tuổi là lẹ quá, thời gian đi nhanh. Mới cái ngoài tháng 9 cái mình ấy sắp birthday, mình cái đùng birthday, cái đùng cái bữa nay là 15 tây giữa tháng 9 rồi, nhắm chớp mắt cái nữa là tháng 10, chớp mắt cái nữa là tới lễ Noel nè. Thế nay bây giờ mình phải chuẩn bị trước, phải nghiên cứu trước cách lãnh tiền hưu rồi chuyển tiền hưu qua quốc tế làm sao, phải không? Thằng mẹ mốt đi du lịch đặng khỏi mất công cầm đóng tiền tiền mặt đi qua mấy cái phi trường phiền lắm ha. Có cái thẻ thẻ ATM ATM của quốc tế nào đó mà nó rút tiền không có cần phải trả tiền phí đó. Rồi một cái thẻ credit card để mình mua máy bay, mua vé máy bay. Nghĩa là trên quốc tế nó xài nhiều á, rồi phải dùng cái thẻ nào mà nó có điểm rằng mình có thể mình đi lâu nhiều cái mình được book vé free đó. À, nghiên cứu những cái đó là mai mốt đi chơi. Phải nghiên cứu cách xin e-visa trên mạng đồ nào nọ đồ. Mấy tụi nó đi lang bang nó hay lắm, nó trẻ nó lanh lẹ, mình lụp chụp không biết làm giấy tờ đủ thứ à, mà nhận nhớ hồi mà cái lúc thời Covid mấy đứa nó đi công nhận nha, phiền dễ sợ luôn, nó tới chỗ này nó phải làm giấy tờ này Covid rồi thử test này test nọ rồi đủ thứ đó, phiền lắm đó. Vậy mà tụi nó cũng đi được, nó không có stress, mình mà đi cái kiểu đó mình thấy stress lắm. Bây giờ thoải mái nhiều lắm rồi nhưng mà vẫn cũng còn xuất khẩu nhập khẩu rồi gì là phải có giấy tờ trước chứ thôi là tới nơi nó không cho vô cái cũng phiền lắm. Với lại nhiều nước á mình phải mua vé vô rồi mình phải mua vé bay ra chứ không có mua one way được. Hình như Việt Nam không biết có cái mạng đó không, thì mình tại mình đâu có đi đâu biết, thấy tụi nó đi nó nói vậy đó. Nhất là nước ở Philippines là mình biết thì chắc chắn mấy đứa nó về đó nó hưu á, nó mua một vé về Philippines xong mua một vé từ đó qua bên Indonesia, nhưng mà cái loại mà giá rẻ lắm, nhưng mà cái ticket đó không có xài được, giống như là bán phịa đó, thay vì mua cái vé từ Philippines ra qua tới cái đảo thì có nhiều như là 50-60 đô phải không,
nó mua cái giá giả nó khoảng cái chừng có 20 đô rồi, đưa cho cũng công ty này nọ đàng hoàng nha, nhưng mà tin nó không có đi, nó như bỏ đó. Tới Philippines nó chứng nhận là nó không có ở trong Philippines luôn. Tới Philippines cái nó phải mỗi tháng nó phải lên nó xin extension gì lung tung á, đây đúng 6 tháng năm vậy đó, nó phải bay ra khỏi nước Việt Philippines nó mới trở ngược lại được. Lúc trước Việt Nam thì hơi thoải mái, bây giờ nghe nói Việt Nam thì phải 30 ngày là cũng hết hạn rồi. Bởi nên này quen không biết sao nữa, mình cũng phải có ba cái đó mình phải biết hết. Nhưng mà nói thật ra cái ngồi nhà mà nghiên cứu thì cũng đâu biết được, phải đi rồi mới va chạm rồi mới bị trục trặc đủ thứ rồi mới học. Nhưng cũng mấy đứa nó thì cũng vậy thôi đúng không, đi tới đâu rồi nó lỗi lầm này nọ rồi nó học. La cà chỗ này, la cà chỗ nọ, đủ thứ nơi. À, giờ là mình chuẩn bị trước 2 năm đi du lịch ta, na 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 na. Cái thấy tụi nó làm hay là tụi nó hình như là mình biết là George Schwab, cái ngân hàng, không phải ngân hàng, làm cái chỗ đó là giống như nó bán khẩu phần này nọ rồi đó, tư vấn về đầu tư. Thì cái thẻ ATM của nó đó, gọi là ATM á, rút tiền nó thôi, nó bị lấy tiền phi nhưng mà nó sẽ trả lại cho mình. Mấy nhiều đứa nó nói vậy, mình không có cái account đó, mình chỉ có cái cách chuyển tiền nữa. Trời, nghe nói tụi nó nói có cái nhà băng chính của nó bên Mỹ này, ví dụ vậy đó, rồi nó hết tiền cái nó chuyển tiền qua bên cái thẻ nào của nó, hay là nó chuyển tiền mặt ra cho nó, cái nó ra cái chỗ nó lấy, nó mới đi lâu dài được. Chứ còn cầm tiền mặt mà đi thì đâu có an toàn, tính toán trước. À, nghĩ lại rằng là có tiền giàu sướng ha, khỏi lo ba cái chuyện đó, bóc vé đi private jet không mới xịn chứ. Anyway, tào lao quá, đi bóc đi rồi tính sao. Mình giờ mình xin chào các bạn, vậy ăn cớ ăn lên chứ, còn là chiều nay có gì vui chia sẻ tiếp, còn không thì mình xin tạm chào, hẹn ngày mai, bye bye. Xe cảnh sát đâu nó đậu đó, nó có chuyện gì vậy, chậm chậm lại coi. Nó chỉ đậu đó, nó warning là đang sửa đường hai bên thôi à, tưởng có chuyện gì ghê cơ.